Vâng, em xin chào các bác nhá, chào tất cả mọi người ạ. Hôm nay em lại tiếp tục lên những cái đôi giày si và hai cái mẫu sản phẩm mũ cối tàu loại tốt nhất các bác nhá, loại tốt nhất, loại số 1. Đấy, nhà em một khi đã bán hàng thì để phục vụ và giao lưu với các bác ấy, và mọi người ấy, thì em sẽ bán những cái sản phẩm tốt nhất các bác nhá, tốt nhất khi mà em có thể em săn lùng được cái sản phẩm tốt nhất để bán, giao lưu và phục vụ mọi người, để đáp lại những cái sự quý mến của mọi người đã dành cho gia đình của chúng em. Đầu tiên em sẽ lên một đôi bốt đến từ thương hiệu Land Rover, đến từ thương hiệu của Land Rover Mỹ các bác nhá. Mặc dù đã qua sử dụng nhưng mà đôi bốt này còn rất là đẹp, rất là chất luôn các bác. Đấy, ngoại hình còn rất đẹp và chất. Chất da cừu rất mềm, màu nâu. Đấy, đôi bốt này phía trong là có khóa kéo các bác nhé. Đây ạ. Có khóa kéo. Còn rất là ok luôn, đẹp. Phía trong lót này thì người ta đã thay bằng cái lót của một cái thương hiệu của Anh các bác nhé, không phải lót của nó. Về các bác sở hữu rồi, các bác có thể sử dụng cái lót khác đẹp hơn hoặc là sạch sẽ hơn để thay cũng được, không vấn đề gì đâu. Chất liệu về da thật hoàn toàn, thương hiệu Land Rover của Mỹ, mã là M10 đó. Chiều dài bàn chân là 265, size 42 của Việt Nam, 360k đó. Các bác chuyển khoản đủ 360k, nhà em bao ship cho các bác. Tiếp đến em lại lên một đôi hiệu Rover nữa này, một đôi lười hiệu Rover, lười chuông, chất liệu đế xốp rất là nhẹ luôn, đi không kêu. Đôi này chất da và cái màu sơn của nó rất là đẹp luôn, của hãng rất đẹp luôn, chất. Những cái đôi này các bác cũng không cần phải đánh si làm gì đâu, chỉ cần dưỡng và cứ giữ cái màu nó như này, màu nguyên bản đấy, thì nó cái chất các bác nhé. Đó, phía trong giày đấy vẫn còn nguyên lót của nó, lót da luôn. Đó, một đôi hiệu Rover rất đẹp, đế xốp. Mã của đôi này là N96, chiều dài bàn chân là 270, size 42,5, 340k, sản xuất tại Indo, xuất Nhật, chuyển khoản đủ, bao ship giao lưu các bác ạ. Em lên một đôi công sở, chất da thì rất là đẹp các bác. Đó, phần mũ giày này, mũi giày là phong cách kiểu phương Tây các bác, kiểu giày Tây Ý ấy. Đó, nhìn rất là sang luôn, rất sang. Chất da đẹp, màu nâu. Đặc biệt ấy, đôi này lại được độn đế các bác nhé. Đó, chắc chắn là sẽ có những bác thích đế độ, vì mình sẽ cao thêm được chừng khoảng 5 phân, có thể là hơn 5 phân luôn ạ. Đó, và vẻ bề ngoài của nó thì khi mình xỏ chân vô thì không ai có thể phát hiện ra việc mình đi một đôi giày độ đế. Đó, ăn gian được chút chiều cao cũng rất là thú vị các bác. Đây là phía trong của giày đấy. Đó, mọi người có thể thấy này, phía trong nhé, lót rất sạch và đẹp ạ. Và đây là phần đế các bác này, độn đế, đế da luôn ạ. Đó, đế da, phần này đã được dán chống trượt rất đẹp luôn ạ. Đôi này có mã là M07 này, chiều dài bàn chân là 260,
Size 41 của Việt Nam các bác nhé. Size 41 ạ. Độn đế 350k sản xuất tại Hàn Quốc, xuất Nhật. Chuyển khoản đủ. Bao ship giao lưu các bác. Tiếp đến là em lên một đôi lười du lịch này. Một đôi lười du lịch. Chất da và thiết kế rất là đẹp luôn. Giày du lịch nhưng mà thiết kế rất đẹp và sang. Đây là phần đế của đôi giày du lịch này. Đó. Các bác về các bác chỉ cần vệ sinh lại giúp em. Sạch sẽ thôi ạ. Mà vệ sinh tốt nhất là các bác vệ sinh bằng kem đánh răng các bác nhé. Kem đánh răng thông thường ấy. Thì nó sẽ rất là sạch và đẹp ngay đó. Đây là phía trong của đôi giày. Đó. Đôi này là của một thương hiệu Pháp các bác nhé. Thương hiệu của Pháp à. Witsan Reebok này. Đó. Ở dưới là có chữ Paris đó. Witsan Reebok. Một đôi giày du lịch. Mã là M71 ạ. Chiều dài chân là 265. Size 42. 330k. Chuyển khoản đủ. Bao ship các bác. Tiếp đến em lên một đôi da bóng. Đó, một đôi da bóng. Thiết kế rất là đẹp luôn. Đôi này là kiểu mẫu giày mọi các bạn ạ. Đế rất là thấp. Giày mọi. Đó, mọi người có thể ngắm dáng ngang của nó một chút nhé. Đó, đế cũng khá là thấp luôn. Đây, phần đế của nó. Còn phía trong giày đấy ạ. Phía trong giày em nghĩ là người ta đã thay một cái lót khác các bác nhé. Đó, thay một cái lót khác rồi. Nhưng mà vẫn còn sạch sẽ và đẹp. Đôi này cũng xài ít các bạn, cho nên là độ mới của nó còn rất là cao. Mã là M5 này. Chiều dài chân là 255. Size 40,5. 360k chuyển khoản đủ nhà em bao ship. Các bác cứ chuyển khoản đủ nhà em bao ship, còn các bác chỉ có cọc 50k thì nhà em lại không thể bao ship được các bác nhé. Nên là các bác cọc 50k sẽ nhận hàng và vui lòng thanh toán phí ship giúp em ạ. Tiếp đến em lên một đôi giày du lịch. À, thiết kế rất là đẹp luôn ạ. Một đôi du lịch thiết kế rất đẹp. Đó, của một thương hiệu nổi tiếng Mỹ. Chất da thì quá là xịn sò rồi. Thiết kế phối màu hợp lý, đẹp. Một đôi giày du lịch đế kép. Đó. Về các bác cứ vệ sinh lại một chút, sạch sẽ là lên chân lại đẹp. Ok luôn. Thiết kế này rất là hay luôn. Đẹp mắt. Hiệu Hawking. Ở phía trong các bác có thể thấy cái phần lót giày của nó. Đó, hiệu Hawking. Hawking là một hiệu nổi tiếng của Mỹ. Đôi này thì ở đây có hai, được thiết kế hai cái lỗ thoáng khí này. Mã là M11. Chiều dài bàn chân là 260. Size 41. 350k cho đôi giày du lịch hiệu Hawking. Chuyển khoản đủ. Giao lưu bao ship các bác. Em lấy tiếp một đôi sneaker. Một đôi sneaker da. Đó. Của một thương hiệu rất là nổi tiếng của Ý các bạn. Thương hiệu Stefano Rossi này. Thương hiệu Stefano Rossi. Xung quanh giày đã được khâu viền rất là chắc chắn, cho nên là với những đôi giày này thì em thật là độ bền thì tuyệt vời luôn các bạn nhé. Đi lủng hết đế mà nó vẫn không thể nào bung ra được. Mặc dù đã qua sử dụng các bạn, nhưng mà những cái đôi sneaker đã được khâu như này thì chắc tuyệt vời luôn các bạn.
mà đặc biệt là chất da lại hoàn toàn là da thật của thương hiệu Stefano Rossi Ý đó, phần lót còn nguyên lót của hiệu luôn ạ. Còn đây là phần đế này, đó qua sử dụng nhưng mà vẫn còn rất là ok mọi người. Mã là M18 này, chiều dài phần chân là 265, size 42, 41,5 đến 42 mang vừa luôn ạ. 340k, sản xuất tại Myanmar, xuất Nhật, chuyển khoản đủ, nhà em bao ship các bác nhé. Tiếp tục là em lên một đôi da bò dập vân họa tiết da cá sấu đó, dập vân cá sấu quá nhé, đó da bò dập vân. Đôi này có size chân rất là lớn luôn, size chân cứ từ 43,5 đến 44 sẽ mang vừa, xung quanh đã được khâu viền rất chắc chắn đó, cho nên là không cần phải bàn về cái độ bền của những cái đôi như này, về chỉ cần là vệ sinh lại các bác đánh xi lên cho nó đẹp đẽ bóng bẩy tuyệt vời luôn đó, size chân rất là lớn. Còn đây là phía trong giày, một đôi slip on size lớn. Đây là phần đế đó, sản xuất tại Hàn Quốc, các bác có thể nhìn thấy chữ sản xuất tại Hàn Quốc. Mã là M16, chiều dài bàn chân là 280, size 43,5 đến 44 mang vừa, 270k cho đôi này các bạn đó, sản xuất tại Hàn Quốc, xuất Nhật, chuyển khoản đủ, nhà em cũng bao ship các bác luôn ạ. Đôi nào cũng thế, tất cả các sản phẩm các bác cứ chuyển khoản đủ nhà em sẽ bao ship, cho nên là các bác rất là lợi khi mà mua những cái đôi mà mình đã lựa chọn thì các bác yên tâm luôn, được bao ship khi các bác chuyển khoản đủ. Em lên một đôi giày du lịch này, đó một đôi giày du lịch phong cách giày lười đã qua sử dụng nhưng mà vẫn còn rất là ổn luôn các bác, chất da thì hoàn toàn là da thật đó. Lại của một thương hiệu của Mỹ các bác nhé, đôi này là một sản phẩm của thương hiệu Mỹ. Tên của đôi giày thì nó là Freeway các bác đó. Freeway, Freeway có nghĩa là con đường tự do đấy, đó Freeway con đường tự do. Nó là của cái thương hiệu nổi tiếng Mỹ là hiệu Land Rover các bác nhé, đó hiệu Land Rover cũng khá là nổi tiếng ở Mỹ. Mã là M12, chiều dài bàn chân là 260, size 41, 310k đó, 310k chuyển khoản đủ là nhà em bao ship liền. Lên dây, nhà em cũng vừa về thêm được một ít dây lưng các bạn, cũng có một số dây thì vẫn là đang còn hàng. Đây em lên một dây này cho rõ, màu nâu màu đen nhỉ, màu đen nhỉ. Đây là đôi dây màu nâu, dây màu đen các bạn, da bò nguyên miếng, mặt dây chữ H đấy, mặt dây hiệu Hermès này, da bò nguyên miếng màu đen. Mã là A64 các bác này, 250k, bản rộng là 3,6 cm này. Tổng chiều dài dây tính từ đầu dây nha các bác, tính từ đầu dây đây đó, thì nó là 119 cm đó, gần 120 cm, 250k chuyển khoản đủ bao ship anh em luôn ạ, dành cho anh em văn phòng. Vừa rồi em về thêm được một số cái dây ống điện các bạn đó, một số dây ống điện thì cái dòng dây ống điện này này thì em sẽ bán đồng giá là 270k các bác nhé đó,
Dòng dây ông địa này em sẽ bán đồng giá là 270k. Và bản rộng của dây ông địa nó sẽ là 3,8 cm này. Và tổng chiều dài dây tính từ đầu khóa nó sẽ là đều là 127 hoặc 128 cm các bác nhé. Đó. Dây ông địa này thì nếu nói phong thủy thì nó rất là tốt cho những bác nào tin vào phong thủy, và tâm linh phong thủy, đặc biệt là việc kinh doanh làm ăn thì nó rất là phù hợp luôn. Em cũng thích hiệu này các bạn, đó, và đặc biệt cái màu này nữa, màu này rất đẹp, đó, da bò nguyên miếng, dập hiệu ông địa này và được khâu viền, đấy, rất đẹp luôn. Với dây ông địa này thì đồng giá là 270k các bạn, đó. Các bác cứ chuyển khoản đủ thì nhà em bao ship cho các bác nhé. Đó, 270k. Em lên một dây da bò nguyên miếng màu nâu. Dây dành cho anh em công sở này. Hoặc là bác nào thích cái mặt dây như này cũng được. Mặt dây màu đen. Có chữ G hiệu Gucci đây. Biểu tượng hiệu Gucci đó, màu nâu. Dây này thì mã là A86 ấy, 230k. Bản rộng của dây là 3,6 cm đó. Tổng chiều dài dây tính từ đầu khóa là 118 cm đó. Với cái giá này thì các bác và anh em sở hữu một cái dây lưng da thật giá rất là rẻ rồi, 230k, nhưng mà chuyển khoản đủ ok nhà em giao lưu bao ship các bác luôn ạ, không vấn đề gì. Em lên một mẫu dây ông địa đầu khóa phong cách cao bồi các bác nhé, phong cách truyền thống. Đó, dây ông địa, dây này thì có màu đen các bác, có màu đen da bò nguyên miếng. Dây ông địa mã là A63 này, bản rộng của dây này là 3,9 cm, tức là gần 4 cm các bác. Đó, tổng chiều dài dây tính từ đầu khóa sẽ là 131 cm đó, 250k. Các bác và mọi người cứ chuyển khoản đủ nhà em sẽ bao ship các bác luôn ạ. Đấy, với cái dòng dây da nguyên miếng này các bác này, da bò nguyên miếng mặt chữ H, tức là hiệu Hermès đấy, phong cách hiệu Hermès đấy, thì giá sẽ bản rộng nó sẽ luôn là 3,6 cm các bác nhé, chiều dài dây là 118 cm đó, và giá của nó là 250k này các bác này, chuyển khoản đủ là nhà em bao ship các bác nhé. Cho nên các bác rất được lợi luôn khi mà mua sản phẩm bên nhà em, giá rất là hợp lý nhưng mà sẽ luôn được bao ship khi chuyển khoản đủ cho nhà em. Và dây là hoàn toàn dây mới các bác nhé. Tiếp đến là một dây hiệu Gucci này, mặt hiệu Gucci màu đen, da bò nguyên miếng màu nâu, mã là dây này có bản là rộng là 3,6 cm các bạn. Tổng chiều dài dây tính từ đầu khóa là 124 cm này. 250k. Đó. 250k. Chuyển khoản đủ nha em bao ship ạ. Các bạn nhé, chuyển khoản đủ em bao ship. Em lên tiếp một cái dây mặt khóa truyền thống cao bồi đó, hiệu Levi này. Dây màu nâu rất đẹp các bác nhé, rất đẹp luôn ạ. Da bò nguyên miếng, bản rộng là gần 4 cm, mà cái quần jean thì các bác không cần phải bận tâm đến cái việc nó bản rộng bao nhiêu, quần jean thì quần nào cũng vừa luôn đó.
Tổng chiều dài dây của dây này là 131 cm, mã là A70 này, 250k, chuyển khoản đủ, nhà em bao ship các bác luôn. Tiếp tục là em lên đôi lười đế xốp của hiệu Rockport các bạn. Đó, đôi lười đế xốp hiệu Rockport. Đôi này tuy có sử dụng nhưng mà độ mới còn khá là ấn tượng luôn. Đẹp và ấn tượng. Đế xốp hiệu Rockport này. Phía trong giày vẫn còn nguyên lót của hiệu Rockport các bác nhé. Đôi này có mã là M6 ấy. Chiều dài chân là 250, size 40, 360k. Đó, độ mới còn ấn tượng lắm các bạn. 360k, chuyển khoản đủ nhà em bao ship. Đôi này được sản xuất ở quê hương của vua ông đá Pele các bác nhé. Đó, Brazil. Xuất sang Nhật. Chuyển khoản đủ, bao ship các bác. Em lên một đôi giày phong cách mọi, màu nâu, rất là đẹp luôn. Nâu này là nghiêng sang nâu đỏ quá nhé. Thiết kế đẹp. Đó, mọi người có thể thấy cái dáng giày ạ. Rất là đẹp luôn ạ. Đặc biệt là được khâu chắc chắn phía dưới này, khâu rất là chắc chắn, nên với những đôi giày này các bác cũng quá là yên tâm khi sử dụng, vì rất khó để bung hỏng những cái đôi giày này. Khi mà mình đi sắp lủng đế rồi nó vẫn chưa thể hỏng được. Nó đến từ thương hiệu Múc các bạn. Đó, đôi này đến từ thương hiệu Múc nổi tiếng của Pháp nha các bác nhé. Thương hiệu Múc chuyên cho ra những cái mẫu giày không hề rẻ chút nào, xuất qua thị trường các nước. Đôi này có đôi hiệu Múc này có mã là M9 này. Chiều dài chân là 265, size 42 các bác nhé. 350k. Chuyển khoản đủ, nhà em sẽ bao ship các bác. Em lên một đôi sneaker chất liệu da thật dập vân. Rất là đẹp. Đó. Qua sử dụng thì không thể tránh khỏi cái việc nó có thể có một chút chút lỗi do qua sử dụng các bạn. Đôi này được khâu viền chắc chắn xung quanh các bác nhé, được khâu viền rất là chắc chắn xung quanh. Đôi này còn rất chất đó, cái phần mũi này qua sử dụng trông nó thế thôi nhưng mà còn rất chất luôn các bác nhé. Đấy, các bác có thể cứ để nguyên này đi cũng không sao cả, không ảnh hưởng gì hết các bác nhé. Còn nếu không, các bác có thể chuyển đổi đánh cái đôi này từ đang là màu xanh, có thể đánh xi màu đen cũng được. Đấy, nó vẫn đẹp các bác, không ảnh hưởng gì cả. Quan trọng là giá của nó thì có bao nhiêu đâu. Đó. Một đôi sneaker da dập vân rất là đẹp luôn, khâu viền chắc chắn. Phía trong của lót giày các bác này. Đó. Phía trong lót giày còn đây là phần đế, nó sản xuất tại Hàn Quốc các bác nhé. Mã là M14 này, chiều dài chân là 255, size 40 đến 40,5 mang vừa, 280k. Đó, qua sử dụng rồi cho nên là bị cái phần đây nó hơi bạc một xíu, cho nên là giá của nó giảm rất ấn tượng các bác nhé. Đó, với cái phần như này em đã nói rồi các bác. Thích thì các bác có thể để nguyên này đi cũng không sao cả, nó vẫn chất mà. Nếu không, các bác có thể đánh xi lên giúp em, đánh xi màu nâu cũng được hoặc màu đen cũng được, thì cái đôi này sẽ trở thành màu nâu hoặc màu đen. Đó, quan trọng là chất da nó rất là tuyệt vời các bác. 280k, chuyển khoản đủ, nhà em bao ship các bác, sản xuất tại Hàn Quốc, xuất Nhật.
Em lên một đôi thiết kế sang trọng và đẹp mắt này, đến từ hiệu Zigo các bác nhé, hiệu Zigo, hiệu giày số 1 Nhật Bản, cũng có thể gọi là ông lớn của Nhật Bản luôn về ngành sản xuất giày. Thiết kế sang trọng, đẹp mắt, màu nâu, chất da thì rất là mịn luôn, chất da rất mịn, đế còn cực kỳ ấn tượng. Đó, các bác có thể thấy phần đế này, hiệu Zigo các bác nhé, đó, đế còn cực ấn tượng luôn. Đó, mọi người có thể thấy phần mũ giày này và tên hiệu Zigo. Đó. Phía trong của giày đây. Phía trong giày nhé mọi người. Mã của đôi Zigo này là M15. Chiều dài bàn chân là 265. Size 42. Đó. 360k. Thường thường những đôi Zigo này sẽ được sản xuất tại chính Nhật Bản các bạn. Đó. 360k, chuyển khoản đủ, bao ship các bác. Em lên tiếp một đôi giày du lịch, chất da rất là đẹp luôn ạ. Đó. Chất da đẹp các bác nhé. Những cái đôi này các bác cũng không cần phải can thiệp với cái chuyện đánh xi làm gì cả, cứ để nguyên này mà đi, nhìn nó mới đẹp, nó mới chất các bạn. Chứ còn đôi này không nên đánh xi. Đôi này mình chỉ có dưỡng da thôi. Nếu như mà mình để lâu mà không sử dụng thì da thật nó bao giờ nó cũng sẽ có hay bị mốc các bạn. Cái chuyện đấy nó quá đơn giản thôi. Mình chỉ cần vệ sinh lại, dưỡng bóng được thì dưỡng, không có thì cũng không sao cả. Vệ sinh sạch sẽ là điều này nó quá chất luôn. Da một đôi giày du lịch. Đó, đây là phía trong. Lót vẫn còn nguyên của hãng Roport các bác nhé, đôi của hiệu Roport. Phần đế xốp này đã qua sử dụng, hiệu Roport này. Mã là M17 này. Chiều dài bàn chân là 255, size 40 đến 40,5, mang vừa, 300k, sản xuất tại Trung Quốc, xuất Nhật, chuyển khoản đủ, nhà em bao ship ạ. Em lên tiếp một đôi giày lười. Đôi này là da chất liệu da Benon các bạn, rất là mềm luôn. Chất liệu đế xốp. Đó. Lần này về thì cũng rất là nhiều đôi chất liệu đế xốp các bạn. Đây là phần đế này. Lại là của thương hiệu Roport các bạn nhé. Lại là của thương hiệu Roport. Người Nhật rất chuộng cái thương hiệu này, chứng tỏ sản phẩm của họ đáp ứng được cái chất lượng các bạn. Cho nên người Nhật rất hay sử dụng, người Nhật và người Hàn Quốc rất hay sử dụng cái thương hiệu này luôn. Đây là phía trong của giày. Đó. Mọi người ngắm qua một lần nữa diện mạo của nó. Mã là M8 ạ. Chiều dài bàn chân là 260. Size 41. 330k, sản xuất tại Trung Quốc, xuất Nhật. Chuyển khoản đủ, nhà em bao ship các bác nhé. Em lên một đôi công sở dành cho anh em dân công sở này. Đó. Thiết kế rất là lịch lãm. Đôi giày này thì đương nhiên rồi, rất phù hợp với những người công tác bên mảng chính trị. Đó. Làm ở các ủy ban này là rất phù hợp luôn. Những đôi giày Tây bao giờ cũng luôn toát lên một vẻ đẹp, vẻ sang trọng và nghiêm túc các bác nhé.
Đây là yếu tố rất cần của một người làm công tác chính trị. Đó. Hiệu của nó là hiệu Poland này các bác này. Hiệu Poland. Tạm dịch ấy, thì nó là đất công viên các bác nhé. Land là đất mà. Po là công viên, là bãi đậu xe. Nhưng mà em dịch nghĩa thì đôi này tạm dịch là đất công viên. Đó. Đôi công sở hiệu đất công viên. Ấy, phần đê phần đế ạ. Đó, đây là phần đế. Các bác cũng có thể thấy cái chữ Poland đây. Đó, đất công viên. Mã là M13. Chiều dài bàn chân là 250. Size chân 40, mang vừa luôn ạ. Đó, size chân 40 nhá. 340k. Chuyển khoản đủ, nhà em bao ship. Em tiếp tục review hai cái mẫu sản phẩm mũ cối tàu loại tốt nhất các bác nhé. Đấy, như em đã vừa mới nói ở đầu video ấy, thì nhà em đã bán cái sản phẩm mũ này, thì em không bán cái sản phẩm mũ loại rẻ tiền các bác nhé. Nhà em sẽ bán cái loại cao cấp, loại tốt nhất hiện nay mà Trung Quốc thường xuất qua thị trường Việt Nam các bạn. Đấy, em sẽ bán loại tốt nhất, tức là loại số 1. Thì em cũng phải nói lại với các bác là một lần nữa là lô hàng này của em về thì cũng chỉ được có hơn chục chiếc mũ, trong đó nó sẽ có hai mẫu. Mẫu nhất thì khuy khóa dây này nó sẽ là chất liệu đồng nguyên chất các bác nhé, và cái lỗ thông hơi này cũng là đồng nguyên chất. Thế với chất liệu này dùng rất là lâu năm mà các bác không phải lo gì về cái chuyện đấy. Nó có bị oxy hóa thì em hôm qua em đã nói rồi. Các bác có thể dùng cái bàn chải đánh răng mà mình bỏ đi rồi, mình đánh cái phần oxy hóa màu xanh kia đi thì nó lại bóng đẹp như cũ các bác nhé, nên không hề ấn gì đâu. Đặc biệt đấy, ngày nay thì người ta không còn sản xuất cái theo cái công nghệ sản xuất mũ cối của những cái năm sáu mấy bảy mấy nữa các bác. Chính vì thế mà những cái mũ mà sản xuất từ những cái thời công nghệ trước đây là chất liệu gỗ, chất liệu gỗ, hay mình Việt Nam mình gọi là gỗ, chất liệu giấy, giấy ép hoặc là giấy nện theo cách gọi của người Trung Quốc ấy, thì người ta không còn sản xuất cái công nghệ ấy nữa các bạn. Cho nên là cái những cái mẫu mũ cối mà vẫn còn từ ngày xưa, từ đời những cái năm thập niên 60, 70 thì bây giờ là cực hiếm các bạn. Và nếu có còn là những cái mẫu từ những năm đó mà độ độ mà còn mới ấy, thì giá nhập về nó rất là đắt các bác, rất đắt các bác nhé. Nó sẽ rơi vào vài triệu các bạn, nó từ có thể là từ 4 thậm chí là đến hơn 5 triệu. Cho nên với cái giá thành như thế thì không phải là nhà em không đủ khả năng để mà nhập những cái hàng như thế về bán, nhưng mà nếu mà nhập được những cái con như thế nó đã hiếm rồi, số lượng nó đã rất là hiếm rồi, nhưng mà về thì sẽ rất là khó để mà bán cho các bác. À, không phải bác nào cũng sẵn sàng bỏ ra đến gần một tháng lương à, để mà mua một cái chiếc mũ cối như thế. Mà đặc biệt đấy, vì em đã phân tích ở video hôm qua là mặc dù là cái chất liệu ngày xưa các bác rất là chuộng luôn, nó sản xuất bằng bột gỗ, và bao giờ bên trong này phần sơn của nó sẽ mình sờ tay sẽ có cái cảm giác nó hơi nhám nhám bao nhiêu đó, nhưng mà cái chất liệu đấy nó lại không bền đấy, không thể nào mà bền bằng cái chất liệu của công nghệ ngày nay. Cái sản xuất chất liệu ngày nay là nó là rất bền luôn, nó cực bền, độ chịu lực cao. Còn với cái dòng mũ mà sản xuất theo công nghệ cũ là chất gỗ chất giấy ấy, thì nó vẫn không thể có cái độ chịu lực cao như thế này, và đặc biệt nó vẫn thấm nước các bạn. Đó, nó vẫn thấm nước đấy, cho nên là ngày nay họ cũng không sản xuất cái công nghệ ấy nữa, theo công nghệ ấy nữa, họ sản xuất cái công nghệ mới. Thì em không hiểu là cái loại mũ loại 2 của cái thương hiệu này này, của thương hiệu Hồng Huệ này đấy, loại 2 ấy mà có cái logo Hồng Huệ 1966 này,
thì không hiểu là cái mũ loại 2 của họ thì nó sản xuất bằng chất liệu phíp đó, chất liệu phíp các bác nhé. Nhưng mà cái loại mũ loại 1 này em cũng không biết là cái chất liệu của nó vượt trội hơn, chắc chắn là phải vượt trội hơn rồi vì nó là loại số 1 cơ mà, nó sẽ vượt trội hơn, thì không biết là nó sẽ dùng chất liệu phíp hay là pha với cái chất liệu gì khác, thì cái này em chưa biết được các bác nhé, chưa thể biết được, em sẽ tìm hiểu dần sau. Nhưng mà em cam kết với các bác là nhà em đã bán mũ cối ấy, là sẽ bán cái loại tốt nhất các bác, tốt nhất luôn của hiệu Hồng Vệ 1966, thì cho mọi người mua được hàng chính hãng mà chất lượng thì tốt nhất hiện nay. Đấy, có hai cái mẫu mũ như này các bác. Phần lỗ thông khí là nhôm nguyên chất này, và phần lỗ thông khí là đồng nguyên chất phía trong. Đó, phía trong này là sẽ là nhôm nhôm mạ vàng này các bác nhé, mạ màu vàng. Còn đây sẽ có hai tem các bác, sẽ có hai tem dán hai bên đó, có hai tem dán hai bên. Và mũ loại 1 thì luôn luôn cái chữ Hồng Huệ này, ký tự Trung Hoa này sẽ luôn là màu xanh dương các bác nhé, đó, màu xanh dương hoặc là gọi là màu xanh cô ban cũng được. Và 1966 à, cái số này luôn luôn khắc chìm và độ nét của chữ của số rất là rõ nét các bác nhé. Đó, một điểm nữa ấy, là khi mà các bác mua mũ cối mà không phải là loại loại tốt nhất, đó, không phải là loại số 1 như này ấy, thì bao giờ cái chữ Hồng Huệ này cỡ chữ nó vẫn như thế các bác nhé, cỡ chữ và mẫu chữ vẫn như vậy, nhưng mà nó sẽ không có màu màu xanh này các bác, nó sẽ là màu xanh xanh lá cây các bác nhé. Đó, cho nên các bác phải nắm được cái đặc điểm này để các bác tránh nhầm lẫn mua phải khi mà người ta quảng cáo đó là loại loại số 1, loại Trung ương Trung Quốc, nhưng mà cái chữ màu xanh lá cây thì các bác không nên tin nhé các bác nhé. Đây mới là loại số 1 này. Đó, đây mới là loại số 1, loại tốt nhất thị trường hiện nay. Thì giá bán của nhà em hôm qua em cũng đã nói rồi, với một cái sản phẩm mũ này này thì em sẽ bán, nếu các bác mua một cái thì giá của nó sẽ là 380k các bác nhé, 380.000, tùy các bác chọn lỗ thông khí là đồng nguyên chất hay là nhôm nguyên chất ạ. Đấy là tùy các bác. Còn ngoài ra thì nhà em khi mà các bác mua 380k đấy, thì nhà em sẽ tặng kèm một sao chuẩn các bác nhé. Đây sao chuẩn nhé, hôm qua em review cả một cái loại sao rổm nữa, nhưng sao rổm ấy thì em mua về để thôi, thì em cũng sẽ không bao giờ tặng cho các bác mua mũ nhà em mà phải nhận sao rổm đâu, sẽ luôn là cái sao này các bác. Sao này thì nhà em lấy sỉ vào ấy thì nó đã vào 11.000 một cái, còn trên thị trường hiện nay ấy, riêng mua cái sao này thì các bác đã phải mua giá thấp nhất là từ 15.000 các bác nhé, có nơi thì bán 20.000 một sao này, và có nơi này, em thấy còn bán đến tận 30.000 một cái sao này cơ. Nhưng mà các bác mua mũ bên nhà em sẽ tặng các bác sao đó, tặng sao chuẩn các bác, sao đúng chuẩn quân nhu Việt Nam mình luôn. Và đặc biệt đấy, các bác chuyển khoản đủ 380k được tặng sao, nhà em sẽ bao ship đó. Còn khi các bác mua đến cái thứ hai, tức là các bác mua một cái về sử dụng và các bác mua thêm một cái nữa để tặng bạn bè hoặc là tặng con trai chẳng hạn, ví dụ thế, thì cái thứ hai thì nhà em sẽ bán giá nó chỉ còn là vẫn được tặng sao nhé, mỗi mũ sẽ được tặng một sao, nhưng mà cái thứ hai thì giá nhà em sẽ tính xuống chỉ còn có 350k đó. Mua đến cái thứ ba thì giá của nó chỉ còn là 320k các bác nhé. Đó, nếu mà trường các bác chuyển khoản đủ nhà em sẽ bao ship cho các bác. Thôi, video của em tạm thời kết thúc ở đây ạ. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của chúng em nhé. Chào tạm biệt các bác.